loạt thương vụ kén rể ngoại của Ngân hàng Việt. Gần đây, làn sóng mua bán, sáp nhập MA đang nóng lên với nhiều thương vụ diễn ra giữa Ngân hàng Việt Nam và các định chế tài chính nước ngoài. Theo đó, các ngân hàng Việt đua nhau lên kế hoạch tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và coi đây như là một yếu tố góp phần tạo nên sự thành công trong hoạt động kinh doanh và quảng bá thương hiệu của mình. Các thương vụ đó chủ yếu tập trung trên nhóm ngân hàng có vốn nhà nước như Vietcombank, Vietinbank, BIDV. Tuy nhiên, VPBank là thương vụ có giá trị lớn nhất từ trước đến nay. Cú bắt tay giữa Ngân hàng Việt với các định chế tài chính hàng đầu. Đầu tiên, có thể kể đến cú bắt tay giữa Vietinbank, CTG với IFC vào năm 2011. Theo đó, Vietinbank chào bán riêng lẻ 168,6 triệu cổ phiếu với giá 21.000 đồng cổ phiếu cho IFC và quỹ đầu tư cấp vốn IFC, thành viên thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới, VKB, giá trị tương ứng vào khoảng 3.540 tỷ đồng. Với thương vụ này, nhóm IFC nắm 10% cổ phần tại ngân hàng của Vietinbank nhưng đến nay đã không còn là cổ đông lớn sau khi không tham gia đợt chào bán riêng lẻ năm 2013 và nhiều lần giảm sở hữu. Ngoài ra, một gã khổng lồ khác trong ngành tài chính Nhật Bản là Mitsubishi UFJ cũng nối gót đầu tư vào Vietinbank trong đợt chào bán riêng lẻ 644,4 triệu cổ phần với giá 24.000 đồng một cổ phiếu năm 2013. Giá trị thương vụ tương ứng vào khoảng 15.500 tỷ đồng. Cùng năm 2011, Vietcombank, VCB bắt tay tập đoàn tài chính Mizuho, Nhật Bản. Theo đó, Mizuho đăng ký mua 347,6 triệu cổ phiếu phổ thông của Vietcombank với giá 34.000 đồng một cổ phiếu. Giá trị khoản đầu tư tương ứng hơn 11.800 tỷ đồng, lớn nhất trong hoạt động MA tại Việt Nam thời điểm đó. Sau thương vụ, Mizuho trở thành đối tác chiến lược đầu tiên của Vietcombank cùng với một ghế trong hội đồng quản trị của ngân hàng. Đến năm 2019, Vietcombank tiếp tục chào bán riêng lẻ hơn 111 triệu cổ phiếu với giá 55.800 đồng một cổ phiếu cho hai nhà đầu tư là Quỹ Đầu tư Quốc gia của Singapore, ZIC và Mizuho, thu về khoảng 6.200 tỷ đồng. Trong đó, ZIC mua 94,4 triệu cổ phần, tỷ lệ 2,55% và Mizuho mua thêm 16,7 triệu cổ phần mới để duy trì tỷ lệ sở hữu 15% cổ phần. Năm 2019, Kep Hana Bank, Hàn Quốc cũng trở thành cổ đông chiến lược của BIDV, BID sau khi mua hơn 603,3 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ với giá bán 33.640 đồng cổ phiếu. Giá trị tương ứng vào khoảng 20.300 tỷ đồng, phá kỷ lục về giá trị thương vụ đầu tư chiến lược MA ngành ngân hàng Việt Nam. Đến năm 2023, kỷ lục của BIDV bị xô đổ bởi thương vụ Sumimoto Mitsui Banking Corp. SMBC, Nhật Bản, mua 15% vốn VPBank, VPB. Theo thỏa thuận, VPBank chào bán riêng lẻ hơn 1,19 tỷ cổ phiếu cho nhà băng đến từ Nhật Bản với giá 30.159 đồng cổ phiếu, tương đương tổng giá trị hơn 35.900 tỷ đồng. Trước đó vào năm 2021, công ty tài chính tiêu dùng SMBC, SMBC CF, một công ty con khác do Sumitomo Mitsui Financial Group, SMFG, sở hữu 100% vốn, đã mua lại 49% cổ phần của FI Credit từ VPBank. Giá trị thương vụ ước tính vào khoảng 1,4 tỷ đô la Mỹ tương ứng định giá FI Credit lên đến 2,8 tỷ đô la Mỹ. Những lợi thế khi đón cổ đông ngoại. Nhìn lại chặng đường đón cổ đông ngoại là các định chế tài chính hàng đầu, các ngân hàng Việt đã có những thay đổi tích cực, thể hiện qua kết quả kinh doanh nhìn chung tăng trưởng mạnh. Bên cạnh việc củng cố năng lực tài chính, các ngân hàng còn nhận được sự hỗ trợ của cổ đông trong hoạt động điều hành, quản trị và quản lý rủi ro trong ngành ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank nhận được các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trên nhiều hoạt động, bao gồm việc cử các chuyên gia và cung cấp các dịch vụ đào tạo cho ngân hàng cũng như đem lại các cơ hội hợp tác bán chéo sản phẩm giữa các bên. Hay Vietinbank nhận được sự hỗ trợ của cổ đông đến từ Nhật Bản trong hoạt động điều hành, quản trị và quản lý rủi ro trong ngành ngân hàng. Riêng BIDV còn nhận được hỗ trợ từ ngân hàng hàng đầu Hàn Quốc trong các lĩnh vực gồm quản trị chiến lược, nâng cao quản trị rủi ro, đa dạng hóa các tài sản sinh lời, phát triển ngân hàng số, ngân hàng bán lẻ và nâng cao phát triển nguồn nhân lực. Ông Jun Ota, giám đốc điều hành SMBC khẳng định Việt Nam là thị trường rất quan trọng trong chiến lược phát triển của ngân hàng này. Mặc dù thế giới đang có nhiều bất ổn, song chúng tôi tin tưởng vào sự phát triển của Việt Nam. SMBC cam kết sẽ hỗ trợ toàn diện VPBank, đại diện SMBC cho biết. Các thương vụ khủng sắp diễn ra. Mới đây, Reuters dẫn nguồn tin cho biết, Ngân hàng Sài Gòn, Hà Nội, SHB đang trong quá trình đàm phán bán 20% vốn cho nhà đầu tư nước ngoài. Một số nhà đầu tư Hàn Quốc và Nhật Bản đã tiếp cận SHB trong thương vụ này, với định giá ngân hàng có thể đạt mức 2 đến 2,2 tỷ đô la Mỹ. Thỏa thuận này dự kiến được hoàn tất trong năm nay hoặc đầu năm 2024.
SHB hiện là ngân hàng tư nhân lớn hiếm hoi còn chống nhiều du ngoại, tỷ lệ sở hữu nước ngoại chỉ ở mức 6,4%. Trong khi đó, theo Deal Street Asia, Singapore, ngày 11 tháng 7, Ngân hàng số Việt Nam Timor đã gọi vốn thành công 10 triệu đô la Mỹ từ các nhà đầu tư từng tham gia rót vốn tại các vòng gọi vốn trước đó. Trước đó, chuyên trang theo dõi dữ liệu startup Crunchbase cho biết, tính đến trước vòng gọi vốn mới nhất, Timor đã gọi vốn thành công 20 triệu đô la Mỹ thông qua vòng gọi vốn Venture Round năm 2022. Đầu tháng 7 năm 2023, Hội đồng Quản trị Ngân hàng SeaBank đã phê duyệt kế hoạch chào bán riêng lẻ gần 95 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,63% số cổ phần hiện có và hơn 3,7% sau khi hoàn thành phát hành cho Quỹ Đầu tư Chính phủ Na Uy. Việc phát hành này được dự đoán mang về cho SeaBank ít nhất 1.200 tỷ đồng. Có phần tương tự, Hội đồng Quản trị LP Bank thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu tương đương 3.000 tỷ đồng mệnh giá cho nhà đầu tư nước ngoài, nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài lên 15,5%. Còn lãnh đạo Sacombank cũng từng tiết lộ sau khi hoàn thành tái cơ cấu, xử lý nợ xấu trong năm 2023, nhà băng này dự kiến bán 32,5% vốn cổ phần cho hai đối tác ngoại. Theo khảo sát, đến nay, một số ngân hàng đã kín hoặc gần kín tỷ lệ sở hữu vốn ngoại là ACB, MSB, TPBank. Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng vẫn còn nguyên 100% du ngoại hoặc tỷ lệ sở hữu nước ngoài rất thấp như SeaBank, Bắc Á Bank, Vietcapital Bank, Kiên Long Bank, PG Bank, Việt Á Bank, Việt Bank. Nguyên nhân là nhiều ngân hàng chủ động khóa zoom ngoại để chờ đối tác chiến lược. Lý giải về việc ngân hàng khóa zoom nhà đầu tư nước ngoài, một chuyên gia cho rằng, có thể là do ngân hàng chống thâu tóm nhưng quan trọng hơn là họ muốn tìm nhà đầu tư nước ngoài có phong cách quản trị, mô hình kinh doanh phù hợp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!